Trúc Giang xin chào chị Quế Nhi. Xin chào Trúc Giang. Đầu tiên chị có thể cho Trúc Giang được biết là Học viện Quản lý Nanyang, nó là một trong rất ít trường tư tại Singapore vinh dự nhận được chứng nhận EduTrade 4 năm và chứng chỉ cao nhất về giáo dục của chính phủ Singapore. Như vậy thì chị có thể giới thiệu đôi nét về trường. Trường được thành lập năm 2001. Học viện Quản lý Nanyang thì cam kết đang cung cấp chương trình giảng dạy, học tập và nghiên cứu nhằm nâng cao kỹ năng kiến thức và năng lực của sinh viên. Các khóa học của trường thì mang đến cho sinh viên những bài học thực tiễn, khuyến khích tinh thần học tập sáng tạo và bồi dưỡng sinh viên trong môi trường tri thức với định hướng quốc tế. Và trường tập trung vào những kiến thức thực tiễn, tinh thần học tập sáng tạo và bồi dưỡng môi trường tri thức với định hướng quốc tế. Và trường chuyên về đào tạo về nhà hàng, khách sạn, du lịch, quản trị kinh doanh, xây dựng v.v. Chất lượng giảng dạy và uy tín của trường được chính phủ và tổ chức giáo dục Singapore công nhận bằng các chứng chỉ SQC về lớp học chất lượng ISO 9001-2000. Nanyang nằm trên bến tàu điện ngầm Medway dọc theo sông Singapore River và tổng diện tích là 1.800 m². Lớp học được trang bị hiện đại, hệ thống âm thanh, điều hòa, máy tính, wifi, phòng thực tập nhà hàng, lễ tân, phòng khách sạn v.v. Và trường nằm ngay tại trung tâm thành phố Singapore thì giúp cho sinh viên có cơ hội được tiếp cận với các hệ thống khách sạn chất lượng hàng đầu trên thế giới, hệ thống ngân hàng và môi trường kinh doanh, đồng thời rất thuận tiện cho việc đi lại đến trường và ăn uống của sinh viên. Và như vậy thì trường có những ngành đào tạo nào chị có thể giới thiệu để các bạn được rõ? Như Tân Đại Dương đã giới thiệu thì trường Nanyang chuyên về đào tạo về nhà hàng, khách sạn, du lịch, quản trị kinh doanh, xây dựng v.v. Về khoa du lịch khách sạn thì Nanyang đang cung cấp các khóa học du lịch khách sạn tốt nhất ở Singapore và trong khu vực. Tham gia khóa học du lịch khách sạn tại trường, sinh viên có cơ hội học tập lý thuyết và hoàn thiện kỹ năng thực tế thông qua các quá trình thực tập tại các nhà hàng khách sạn 5 sao, các khu resort, vùng vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn quốc tế tại Singapore. Và trong suốt quá trình thực tập thì sinh viên sẽ được hưởng lương từ 600 đến 1.000 đô la Singapore một tháng. Kỳ thực tập này không chỉ tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội học hỏi thực tế mà còn mang đến cho cơ hội làm việc sau khi sinh viên tốt nghiệp tại trường. Và rất nhiều sinh viên được các nhà hàng khách sạn giữ lại sau kỳ thực tập của mình. Về khoa quản trị kinh doanh thì quản trị kinh doanh tại Nanyang là lựa chọn số 1 cho những sinh viên muốn làm việc trong môi trường kinh doanh quốc tế cạnh tranh và trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Khóa học này sẽ mang đến nền tảng cơ sở cho sinh viên có thể thích nghi với môi trường kinh doanh luôn thay đổi, những khó khăn phải đối mặt trong môi trường kinh doanh thực tế. Với những kiến thức thu nhận từ các khóa học và tấm bằng cử nhân quản trị kinh doanh thì sinh viên sẽ có cơ hội nhận được những công việc với mức lương cao ngay cả tại Singapore và ở Việt Nam. Về khoa xây dựng thì khóa học kỹ sư xây dựng được tập trung hướng sinh viên cách tiếp cận sáng tạo trong việc lập dự án, xây dựng và thiết kế. Quản lý hiệu quả các khoản chi phí và tiến độ trong các dự án trong khi vẫn đạt được các tiêu chuẩn về an toàn chất lượng, các yêu cầu về môi trường và các quy định khác. Và sinh viên sau khi tốt nghiệp vững vàng cả về lý thuyết và kỹ năng thực tế thì có thể tự tin tìm việc trong ngành xây dựng hoặc tự kinh doanh trong lĩnh vực này. Ngoài ra thì trường còn đào tạo các khóa học MBA gồm các chuyên ngành như là marketing, quản lý dịch vụ y tế, quản trị nguồn nhân lực. Chương trình được thiết kế dành cho những nhà quản lý với cấp độ trung nhằm nâng cao kỹ năng và trình độ chuyên môn. Nhờ thế thì họ có cơ hội tới gần nghề nghiệp hơn hoặc có cơ hội khác với việc quản lý nhân viên.